phía đằng sau Tâm thì có rất là nhiều nhà ở khu vực này ha. Và ở khu vực này gọi là khu vực thị trấn. Ở đây là khu phố Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và từ cái vị trí Tâm đứng nè, mình ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A thì tầm khoảng chừng 200m thôi. Đó, đường Ba Gác mình vào tới nơi luôn nha quý anh chị. Và khu vực này thì nhà cửa thì cũng như thế, rất là nhiều nhà ở khu vực này luôn. Nhà lai, rồi nhà nóc thái, nhà cấp 4 vân vân ha. Khá là nhiều nhà ở đây. Và hôm nay Tâm vô tới cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất vườn sổ riêng ha. Đất vườn này là nằm thị trấn nha quý anh chị. Đất vườn sổ riêng với tổng diện tích là 1.000m2 và diện tích thực tế là ngang 7m và dài là 62, nở hậu là 23m ha. Thì hiện tại thì cái thửa đất này chủ gửi Tâm bán với giá là 1.6 tỷ ha. Nhưng quý anh chị nào nếu mà muốn mua 500 á, không có đủ tài chính mà mua 500 á, thì chủ sẽ bao cắt cho quý anh chị mình ra 500m luôn. Đó. Rồi, thôi để Tâm xây camera lại cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình như thế nào nhé. Rồi đây nè quý anh chị, đây là cái hẻm đi vào vị trí thửa đất ha. Thì từ cái vị trí Tâm đứng nè, cái thửa đất mình thế là nằm ở vị trí này. Bên đây. Đó, còn cái vị trí đường ra thì mình sẽ đi theo cái tuyến đường này. Mình chạy lên đây tầm khoảng chừng 50m thôi. Thì có một cái tuyến đường rẽ phải này, mình rẽ phải một cái. Đó, ra cái tuyến đường giao thông nông thôn, mình rẽ trái một cái nữa là mình ra tỉnh lộ 85A ha. Tầm khoảng chừng 200m thôi. Và từ cái vị trí 85A đó mình ra cái đoạn đường ngã tư Gia Bảo á, tầm khoảng chừng 200m đó thôi. Đó, và khu vực này có thể nói là khu vực thị trấn nha quý anh chị. Và hôm nay Tâm đứng tại vị trí này thì Tâm đem đến cho quý anh chị là 1.000 đất vườn sổ riêng khu vực thị trấn nha. Đó. Và cái vị trí đất mình thì nó nằm ở vị trí này. Cái chiều ngang mặt tiền thì nó hơi hẹp quý anh chị, ngang chỉ có 7m thôi. Nhưng mà chiều dài nó là 62m, nhưng mà ở dưới kia nở hậu tới 2 mấy mét lận. Đó, cũng khá là ổn áp nè. Khu vực thì đối diện đất mình thì đường xá, rồi nhà cửa rất là nhiều nhà luôn. Trong đây có một dãy nhà. Trong đây có một dãy nhà, rất là nhiều nhà ở đây. Đó. Và đất mình thì nó tiếp giáp với đối diện với những căn nhà như thế này. Và từ cái vị trí này nè, đó qua vị trí sát mí tường bên đây là 7m nè. Rồi chiều sâu vào đây là 62m, cái vị trí dưới luôn. Thì ở đây Tâm cũng nói luôn ha, trên cái phần đất của mình đó là nó có một cái phía bên đây có vài ngôi mộ ha, nhưng mà nó là không có ảnh hưởng gì tới cái vị trí đất của mình, tại vì đất mình nằm vị trí này đã được chủ đất lên gò hết rồi. Còn bên đây là đất của người dân ở đây ha. Thì chủ bữa Tâm có hỏi chủ á, là chủ sẽ nói là làm một cái tôn trắng, là một cái tôn trắng ở chỗ này để che lại những cái phần mã bên đây cho quý anh chị mình, cho nên là quý anh chị cứ an tâm về phần này ha. Đó, và vị trí thửa đất của mình thì quý anh chị thấy nè, ở khu vực này, cái vị trí đây là khu phố Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, mà rất là hiếm để có 1.000 đất vườn như thế này quý anh chị. Đa số là đất ở đô thị hoặc đất lúa ha. Nhưng mà ở đây là đất vườn thì rất là hiếm luôn, là hiếm. Quay cho quý anh chị mình tham khảo thôi. Quý anh chị nào thích về mình làm mô hình nhà vườn, làm mô là mình làm trang quy ha này nọ kia, thì mình về đây mình có thể là mình mua cái thửa đất này. Và với giá là 1.6 tỷ á, thì bộ hồ sơ chi phí giấy tờ cho quý anh chị mình khi mình ra công chứng không tốn một phí nào ha. Cho nên là quý anh chị cứ an tâm về phần này. Còn nếu quý anh chị nào mà tài chính mà không đủ để mà mua hết của thửa đất này á, thì có thể là mua 500m thì chủ cũng sẽ cắt ra 500m bán cho quý anh chị mình luôn, tại vì đất vườn á, thì chỉ tiêu có thể cắt được 500m nha. Và trên hiện trạng ở trên cái phần đất này á, là chủ có móc hai con ao. Cái con ao này thì cũng hơi cạn rồi quý anh chị. Thì là chủ đang dự định là cắt ra, định, nhưng mà hiện tại là hiện bán là 1.000 luôn. Nhưng nếu quý anh chị về mình mua 500 thì vẫn cắt bán 500 cho quý anh chị mình luôn. Nếu mà bán 500 có thể là giá nhỉnh hơn xíu ha, tại vì do là chủ có thể là tốn chi phí cắt nữa, cho nên là phải nhỉnh hơn tí. Thí dụ như bây giờ hai một cái thửa đất này 1.000 là 1.6 tỷ đi, thì nếu mà mua 500 thì tầm dao động tầm khoảng 850 nha quý anh chị. Đó, và phía sau đây là có một cái con ao nè. Ở đây mới móc ha, cho nên nó còn hơi hơi mềm quý anh chị. Đây, đây phía sau có con ao nè. Còn ráp danh với cái vị trí đất của mình á, thì quý anh chị thấy bên đây là có một dãy nhà nè. Nhà rất là nhiều nhà ở đây luôn nè, thấy không? Khá là nhiều nhà ở đây. Và từ cái vị trí thửa đất này bán kính tầm khoảng chừng 5 đến 600m thôi, thì có tất cả các tiện ích ngay đầu đường tỉnh lộ 85A, như là trung tâm hành chính huyện nè, rồi điện máy xanh, bách hóa xanh nè, rồi trung tâm thị trấn nè, trường học nè, chợ nè, rồi bệnh viện ha, vân vân. Còn từ vị trí cái thửa đất này nếu mình về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 17 đến 18 km, tùy cái khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống nha. Từ vị trí thửa đất này nếu mình về ngã tư Nguyễn Văn Linh á, thì nó dao động tầm khoảng 17 km nha quý anh chị. Đó.
Đất thì không có xấu như quý chị, rất rất là đẹp luôn, ngang là 7 m, nở hậu từ xuống đây luôn á, là chiều dài là 62 m và hậu là 23 m. Nhưng mà chỉ có một cái khuất mắt một cái là do là ở phía bên cạnh đây có vài ngôi mộ ha, thì cái này Tâm cũng không tiện nói sâu đó, cho nên là quý anh chị nếu mà cảm thấy thích vừa ý thì mình về mình mua thôi. Đó, Tâm quay thì thường ấy, Tâm quay là có như thế nào thì Tâm sẽ nói trong cái clip luôn, cho nên là quý anh chị thì đã xem clip Tâm nhiều rồi thì chắc hẳn là quý anh chị sẽ không xa lạ đâu. Đó, và hướng đất của mình là hướng chánh bắc nha quý anh chị. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Tổng diện tích thửa đất này là đất vườn sổ riêng đó, và đất mình thì nằm ở đô thị luôn, địa chỉ ở đây là ấp khu phố Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đó. Và với một cái diện tích thực tế á, là ngang là 7 m nè, từ vị trí này qua tới vị trí bên đây là 7 m nè đó, và chiều sâu vào, chiều dài vào ha, là 62 m, hậu nở là từ vị trí bên đó nè qua tới vị trí bên đây luôn là 23 m đó. Và cái hướng đất của mình là hướng chánh bắc nha quý anh chị, và tổng diện tích của mình là 1.000 ha, và chủ gửi Tâm bán với mức giá là 1.6 tỷ thôi. Và với giá 1.6 tỷ này cũng còn bất lọc bất lá cho quý anh chị mình nha. Và nếu quý anh chị nào nếu muốn mua 500 thì chủ vẫn cắt 500 bán cho quý anh chị mình luôn đó, khá là tuyệt vời nha. Với diện tích như thế này thì mình làm mô hình nhà vườn, mình trồng trọt chăn nuôi hoặc là mình chơi cây cảnh cây kiển gì đó thì mình vào đây mình chơi mình trồng cũng được, tại vì cái đường mình xe ba gác mình vào tới chỗ rồi, cho nên là cũng rất là thoải mái khi mà muốn chị vận chuyển ha. Nhà cửa xung quanh thì khá là nhiều luôn, khu vực này thì dân đen kín rồi, cho nên là quý anh chị cứ an tâm về phần này ha. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái vị trí thửa đất này, rồi Tâm sẽ chạy ra cái tuyến đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào nha. Đó, đây là toàn khung cảnh cái vị trí thửa đất, vị trí thửa đất mà ngày hôm nay Tâm đem đến cho quý anh chị đó. 1.000 m² ha, ngang 7 m, dài 62, nở hậu là 23. Trên cái phần đất mình đã có móc hai con ao lên nền cao ráo hết rồi. À, quý anh chị về thì mình làm hàng rào thôi là ok ha. Còn nếu mà cắt hai lô quý anh chị, nếu mà cắt hai lô 500 m đó, thì ở đây sẽ có một cái đường đá xanh 2 m đi vào. Bên đây sẽ có một cái đường đá xanh 2 m đi vào tới trong đó ha. Đó rồi tới vị trí đó là vô cái lô thứ hai. Cắt là nhìn nè quý anh chị. Xuống dưới xong rồi cắt ngang qua. Rồi, bây giờ xin mời quý anh chị mình theo chân Tâm mình ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Rồi giờ Tâm sẽ chạy ra cái tuyến đường tỉnh lộ 85A cho quý chị mình xem nha. Khu này thì dân cư rất là nhiều quý anh chị ơi, rất là nhiều nhà ở đây luôn. Đó thì tới cái vị trí cái cột điện này nè, mình rẽ phải cái là mình ra cái đoạn đường giao thông nông thôn rồi. Đó, rẽ vào đây. Rồi tới cái vị trí đoạn đường giao thông nông thôn này á, thì mình rẽ phải trái là mình ra đoạn đường lộ 85A rồi ha. Đây ta nuôi dê quá trời nè. Đó ra đây thì cái đoạn đường này hơi to nha quý chị. Sau này sẽ mở một cái đường rất là lớn luôn. Thì cái đoạn đường mà vị trí đất mình nó cách đường xe hơi thì sau này tầm khoảng chừng mấy chục mét thôi. Đường bê tông luôn, dân cư hai bên đen ngẹt luôn. Tại vì khu vực thị trấn á, cho nên là dân cư ở đây đông lắm chị. Đa số là những người ở xa xứ, tại về đây ta cũng mua đất, ta ở, ta mua nhà, ta ở nhiều lắm. Đó, ra tới đây là ra tới tỉnh lộ 85A nè. Để Tâm dừng xe lại một cái ha, rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tuyến đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn. Rồi, chú ông kính của quý anh chị á, đây là cái đoạn đường tỉnh lộ 85A ha. Đó. Theo cái hướng này á, nếu mình rẽ bên tay phải mình đi theo tuyến đường tỉnh lộ 85A này mình chạy tầm khoảng chừng 200 m thôi thì mình sẽ tới cái ngã tư Gia Bảo ha. Mình rẽ trái cái á, là mình sẽ đi về khu công nghiệp Phú Lưu cộng thành ngã tư Nguyễn Văn Linh rồi bến xe quận 8. Đó, còn mình thẳng luôn thì đã ra trung tâm thị trấn rồi đó. Còn nếu mình rẽ phải á, thì mình đi theo tuyến chính quốc lộ 50, mình về quốc lộ 50, mình rẽ phải cái nữa là mình về trung tâm hành chính của huyện Cần Đước nha quý anh chị. À, còn cái phía ngược lại nè, theo tuyến đường lộ 85A này nếu mình thẳng về đây á, là mình về xã Mỹ Lộc nè, thẳng luôn một đoạn khoảng 4,5 km đó là mình sẽ về tới tỉnh lộ 826 ngã tư Sài Đôi ha.
ở đây khu dân cư thì khá là đông luôn, có rất là nhiều tiện ích ở khu vực này ha. Và đây là cái hẻm nè, ở trên đây có để là hẻm tổ 4 chùa Tôn Vân, khu phố Thanh Ba. Thì từ cái vị trí tâm đứng này đi vào vị trí 1000 mét vuông đất vườn đó thì tầm khoảng chừng 200 đến 250 mét thôi, cũng khá là gần quý chị ha. Rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý chị xem video mà cảm thấy hay và quýt đó như like và đăng ký kênh chứ Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất vườn 1000 mét vuông với giá là 1.6 tỷ này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình. Và số điện thoại Tâm là 0937629679 hoặc xem phần mô tả bên Tâm nha. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.